Liên quan đến vaccine COVID-19, các chuyên gia cho biết hiện có hai đơn vị có triển vọng là Vabiotech và Ivac, nhưng khó khăn nhất là việc thử nghiệm trên khỉ. Bộ Y tế đã đưa ra một số phương án để tìm địa điểm thử nghiệm vaccine như đảo khỉ tại Quảng Ninh, Tây Ninh, đề xuất liên hệ với phía Nhật Bản để gửi mẫu. Trên thế giới hiện có 3 loại vaccine ở giai đoạn 3, trong đó có vaccine Sputnik V của Nga, đã ký kết với 8 quốc gia và sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên 44.000 người. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế liên hệ với tất cả các quốc gia sẽ có vaccine trong thời gian sớm nhất để đặt mua.